Chào mừng các bạn đã đến với kênh 6879 TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Kịch bản nào cho U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2022? Kịch bản nào cho U23 Việt Nam vào tứ kết? Kết quả xếp hạng tạm thời ở bảng C sau hai lượt: 1. Thái Lan, 4 điểm, thắng 1 và hòa 1, hiệu số 5 cái 2, 2 Hàn Quốc, 4 điểm, cũng thắng 1 và hòa 1, hiệu số 5 cái 2 xếp sau do thua chỉ số FAI play, 3, Việt Nam, 2 điểm, hiệu số 3-3, 4, Malaysia, 0 điểm, hiệu số 1-7. Như vậy, sau hai lượt trận, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc đang dẫn đầu khi có cùng 4 điểm. U23 Việt Nam tạm xếp sau với 2 điểm. U23 Malaysia là đội đầu tiên của bảng C bị loại khi chưa có điểm nào. Ở lượt đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 8 tháng 6, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia trong khi U23 Thái Lan sẽ đụng độ U23 Hàn Quốc. Cả ba đội Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam đều có khả năng đi tiếp vào tứ kết. Nhưng cửa sẽ rất sáng cho thầy trò ông Gong Oh Kiun. Để nuôi cơ hội đi tiếp, U23 Việt Nam phải giành thêm 3 điểm và chờ kết quả có lợi từ trận đấu giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Khi đó, sẽ có các trường hợp xảy ra như sau. Trường hợp 1, nếu trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc không có tỷ số hòa, U23 Việt Nam được 5 điểm chắc chắn sẽ đi tiếp vào tứ kết do hơn điểm đội thua ở cặp đấu này. Trường hợp 2, khi U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc hòa nhau, hai đội này sẽ có cùng 5 điểm với U23 Việt Nam, điều lệ của giải đấu U23 châu Á, nếu có 3 đội cùng bảng bằng điểm nhau, Kết quả đối đầu nội bộ giữa ba đội này sẽ được xem xét đến trên các tiêu chí: hiệu số bàn thắng bại, tổng số bàn thắng ghi được. Sẽ có các tỷ số khác nhau tạo ra kịch bản như sau: U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc 0-0 hoặc 1-1, cả ba đội có hiệu số bằng nhau, khi đó Thái Lan và Việt Nam ghi được sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn và U23 Hàn Quốc sẽ bị loại. U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc và ghi từ 3 bàn trở lên. Cả ba đội có hiệu số bằng nhau, U23 Việt Nam là đội ghi ít bàn nhất và sẽ bị loại. U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc với tỷ số 2-2, cả ba đội có hiệu số bằng nhau, U23 Thái Lan ghi được 4 bàn đi tiếp. U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc cùng ghi được 3 bàn, lúc này, điều lệ của giải quy định sẽ xét đến hiệu số bàn thắng bại của cả ba trận đấu mà U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tham dự. Nếu như vậy, U23 Hàn Quốc sẽ có hiệu số 7-4, U23 Việt Nam đang có hiệu số 3-3 trước lượt đấu cuối cùng. Do vậy, thầy trò ông Gong phải ghi ít nhất 4 bàn và đảm bảo một trận thắng với cách biệt 3 bàn trước U23 Malaysia để có thể đi tiếp. Nếu ghi dưới 3 bàn hoặc thắng với cách biệt từ 3 bàn trở xuống, U23 Việt Nam bị loại. Hai lượt đấu của U23 Hàn Quốc 20 giờ ngày 2 tháng 6 U23 Hàn Quốc đã thể hiện đẳng cấp vượt trội của đội đương kim vô địch trong trận ra quân gặp Malaysia ở vòng chung kết U23 châu Á. U23 Hàn Quốc đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng vẫn giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Ở bảng C vòng chung kết U23 châu Á, U23 Hàn Quốc được đánh giá mạnh vượt trội so với các đối thủ Đông Nam Á như Malaysia, Việt Nam hay Thái Lan. Trong trận ra quân Hàn Quốc chỉ phải gặp Malaysia, đội bóng vừa thất bại ở SEA Games 31. U23 Hàn Quốc liên tục tấn công và nhanh chóng lấy lại thế trận sau 15 phút và liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương. Thi đấu với đội yếu nhất bản và bằng trình độ chuyên môn, thể lực vượt trội U23 Hàn Quốc liên tiếp ghi bàn vào lưới của U23 Malaysia vào phút 31 do công của Lee Kang-in và Lee Sang-min. Sang hiệp 2, TAE hoàn xuất sa nhân đôi cách biệt cho U23 Hàn Quốc từ tình huống phạt gốc. Chỉ trong vòng ít phút từ 88 đến 92, tiền đạo 23 tuổi cho giang quốc liên tục ghi hai bàn để giúp Hàn Quốc ấn định chiến thắng với tỷ số 4-1. U23 Malaysia chỉ có bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của Mukai Aman. Lượt trận thứ hai của U23 Hàn Quốc là ngày 5 tháng 6 với U23 Việt Nam. Đây là trận đấu khó nhằn của 23 Hàn Quốc vì U23 Việt Nam giờ đã khác xưa. Hiệp 1 U23 Hàn Quốc liên tục gây sức ép trước khung thành U23 Việt Nam nhưng không thể ghi bàn. Sang hiệp 2 U23 Hàn Quốc thay người và liên tục tấn công, vào phút 63 cho Giang Út đã xuất sắc mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc. Mặc dù bị ép sân nhưng U23 Việt Nam vẫn kiên cường chống trả và dần lấy lại thế trận. Kịch tính đến vào phút 78 khi Li jin Giang phải nhận thêm thẻ vàng thành thẻ đỏ phải rời sân. Đến phút 83, Tuấn Tài có đường căng ngang rất hay để Tiến Long ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam. U23 Hàn Quốc cay đắng khi không thể làm nên chiến thắng trước U23 Việt Nam và phải chấp nhận được một điểm. Như vậy sau hai lượt đấu U23 Hàn Quốc thắng 1, hòa 1 và ghi được 4 điểm và phải gặp U23 Thái Lan ở trận đấu cuối ngày 8 tháng 6. hai lượt đấu của U23 Thái Lan, ở trận mở màn ngày 5 tháng 6 U23 Thái Lan đối đầu với U23 Việt Nam. Đây là trận đấu mà U23 Thái Lan đã gặp muôn vàng khó khăn mà theo nhận định của tờ Matichon bình luận cả hai đội đã cống hiến một cuộc trượt đuổi tỷ số ấn tượng. Kết quả hòa hai đều là hợp lý với thế trận họ tạo ra, nhưng phải thừa nhận rằng Thái Lan đã hút chết ở những phút cuối. Trong hiệp 2, Thái Lan cầm bóng nhiều hơn trong khi Việt Nam tỏ ra đuối sức. Trong khi đó, Siam Sport nhận định rằng Việt Nam là những người không khoan hơn với thế trận hợp lý, sau khi nhận bàn thua sớm, Thái Lan dồn ép đối thủ. Nhưng họ không thể tìm thấy một lối nào để đi vào khung thành. Trong khi đó, Việt Nam dần thu hồi bóng, thiết lập thế trận, giao tranh quyết liệt và thực hiện ngày càng tốt hơn ý đồ chiến thuật của mình. U23 Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn Việt Nam và họ đã tập trung toàn lực cho trận đấu này. Chưa kể trước giờ xung trận, U23 Việt Nam còn gặp một số vấn đề về thể lực, qua đó không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Ngay ở phút đầu tiên, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Thái Lan, Phan Tuấn Tài đã tung ra cú dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ môn Tifon Udom, mở tỷ số sớm cho U23 Việt Nam. Bàn thắng này khiến cho U23 Thái Lan choáng váng và đội hình bắt đầu có sự thay đổi. Phút 34, Benjamin David tung ra cú dứt điểm hiểm hóc khiến cho Văn Toản mắc sai lầm, qua đó gỡ hòa một một cho U23 Thái Lan. Phút 73 Tuấn Tài có pha tạt bóng chuẩn xác cho Văn Tùng băng vào sút bóng sống, nâng tỷ số lên 2, 1 cho U23 Việt Nam. Phút 92 Lương Duy Cương có pha cắt bóng hụt tạo điều kiện cho Sufanat dứt điểm gỡ hòa cho U23 Thái Lan. Ở lượt trận thứ hai vào đêm ngày 5 tháng 6, U23 Thái Lan đã bước vào trận đấu với U23 Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022. U23 Việt Nam đã cầm hòa U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó buộc U23 Thái Lan phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Do đó mà huấn luyện viên Porawor Sumaka đã tung ra sân đội hình mạnh nhất cùng tham vọng chiến thắng. Với trình độ và kỹ thuật tốt và với thế trận lấn lướt U23 Thái Lan đã có được bàn mở tỷ số ở phút 23 do công của Sufana. Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan có thêm hai bàn thắng nữa do công của Chanan và Sufana ở các phút 69 và 73. U23 Malaysia chỉ chống đỡ yếu ớt trước U23 Thái Lan mà không ghi được bàn thắng nào. Chung cuộc, U23 Thái Lan đã có chiến thắng 3, không trước U23 Malaysia, qua đó giành 4 điểm sau hai lượt trận bằng điểm và hệ số với U23 Hàn Quốc. Voi chiến tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng. Như vậy sau hai trận đấu U23 Thái Lan thắng 1 và hòa 1 được 4 điểm tạm xếp đầu bảng. Ở lượt trận cuối cùng bảng C diễn ra vào ngày 8 tháng 6, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ gặp đội bóng đã bị loại là U23 Malaysia. Hai lượt đấu của U23 Việt Nam, ở lượt trận ra quân ngày 2 tháng 6 U23 Việt Nam đối đầu với đại kình địch U23 Thái Lan. Với lực lượng mạnh, đồng đều trên các tuyến, lại được bổ sung những ngôi sao mới từ châu Âu và gọi thêm tuyển thủ quốc gia Krisa Kaman, rõ ràng U23 Thái Lan được đánh giá những hơn Việt Nam. Chưa kể trước giờ xung trận, đội bóng áo đỏ còn gặp một số vấn đề về thể lực. Qua đó không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Nhưng bằng lối đá hợp lý và khoa học, Việt Nam đã khiến Thái Lan gặp vô vàng khó khăn. Ngay ở phút đầu tiên, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Thái Lan, Phan Tuấn Tài đã tung ra cú dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ môn Tifon Udom, mở tỷ số sớm cho U23 Việt Nam. Phút 34, Benjamin David tung ra cú dứt điểm hiểm hóc khiến cho Văn Toản mắc sai lầm, bắt không dính bóng khiến U23 Việt Nam phải nhận bàn thua. Phút 73 Tuấn Tài có pha tạt bóng chuẩn xác cho Văn Tùng băng vào suốt bóng sống, nâng tỷ số lên 2, 1 cho U23 Việt Nam. Phút 90 ghi hai Lương Duy Cương có pha cắt bóng hụt tạo điều kiện cho Sufanat dứt điểm gỡ hòa cho U23 Thái Lan. Tờ Matichon bình luận, cả hai đội đã cống hiến một cuộc trượt đuổi tỷ số ấn tượng. Kết quả hòa hai đều là hợp lý với thế trận họ tạo ra. Nhưng phải thừa nhận rằng Thái Lan đã hút chết ở những phút cuối. Trong hiệp 2, Thái Lan cầm bóng nhiều hơn trong khi Việt Nam tỏ ra đuối sức. Trong khi đó, Siam Sport nhận định rằng Việt Nam là những người khôn ngoan hơn với thế trận hợp lý, sau khi nhận bàn thua sớm, Thái Lan dùng ép đối thủ. Nhưng họ không thể tìm thấy một lối nào để đi vào khung thành. Trong khi đó, Việt Nam dần thu hồi bóng. Thiết lập thế trận, giao tranh quyết liệt và thực hiện ngày càng tốt hơn ý đồ chiến thuật của mình. Ở lượt trận thứ hai, Tối ngày 5 tháng 6 U23 Việt Nam có trận đối đầu căng thẳng, kịch tính với U23 Hàn Quốc, đây là đương kim vô địch U23 châu Á 2020. U23 Hàn Quốc liên tục gây sức ép lên đội U23 Việt Nam nhằm có nhanh những bàn thắng trong hiệp 1. Tuy nhiên, U23 Việt Nam chủ động chơi đổ bê tông trước nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Chiến thuật này của U23 Việt Nam đã phát huy hiệu quả khi khiến đội bóng xứ sở Kim chi bất lực trong việc ghi bàn ở hiệp 1. Trong hiệp 2, sai số ở hàng thủ khiến U23 Việt Nam bị thủng lưới trước ở phút 64, nhưng đại diện của Đông Nam Á không hề vỡ trận mà vẫn thi đấu rất lì lợm. Phút 78, Lee Jin Jong nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, U23 Việt Nam được chơi hơn người. Đến phút 83, Tuấn Tài có đường căng ngang rất hay để Tiến Long ghi bàn gỡ hòa 1, 1 cho U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc khi xuất sắc cầm hòa U23 Hàn Quốc với tỷ số 1, 1. Người mang về niềm vui cho đoàn quân áo đỏ là Vũ Tiến Long với bàn thắng thật sự đẳng cấp. Ở khoảng thời gian cuối trận, U23 Việt Nam có những cơ hội để ghi bàn, nhưng không tận dụng thành công. Chung cuộc, U23 Việt Nam hòa 1, 1 trước U23 Hàn Quốc. Như vậy sau hai lượt đấu U23 Việt Nam hòa hai trận và chỉ ghi được 2 điểm và phải gặp U23 Malaysia ở trận đấu cuối ngày 8 tháng 6. Huấn luyện viên Gong Oh Kyun nói gì sau trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc? Tối ngày 5 tháng 6, U23 Việt Nam đã có trận đấu đầy cảm xúc khi xuất sắc cầm hòa U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-1. Người mang về niềm vui cho đoàn quân áo đỏ là Vũ Tiến Long với bàn thắng thật sự đẳng cấp. Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi chia điểm với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc, huấn luyện viên gông Oh ki dành nhiều lời khen ngợi tới các học trò. Đặc biệt là ở sự nỗ lực và tinh thần thi đấu kiên cường, ở trận đấu với U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam nhập cuộc đầy khó khăn. Đội quân của huấn luyện viên gông Oh ki bị đối phương dồn ép và có thời điểm chỉ cầm bóng chưa đến 30%. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn chơi đầy nỗ lực, vượt qua sức ép ngay cả khi đối phương vượt lên dẫn bàn. Bàn thắng của Tiến Long ở phút 83 là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Gong Oh nói: "Tôi đã có kế hoạch thi đấu trước U23 Hàn Quốc. Tôi rất cảm kích các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết mình để giành được kết quả này. Việt Nam không thắng ngày hôm nay, tôi xin lỗi." hai trận hòa liên tiếp nên chưa nói được điều gì. Chúng tôi còn trận cuối ở vòng bảng gặp U23 Malaysia, huấn luyện viên Gong Oh thẳng thắn thừa nhận không có chủ định cầm hòa U23 Hàn Quốc. Tôi không tính hòa U23 Hàn Quốc. Tôi nói các cầu thủ vào trận này là phải chiến thắng. U23 Việt Nam không cần phải hòa Hàn Quốc. Tôi nói họ hãy thử thách bản thân, chiến đấu hết mình và giành chiến thắng. Hàn Quốc là đội bóng rất mạnh họ đang là đương kim vô địch của giải đấu. Nhưng cầu thủ Việt Nam chạy nhiều hơn, nỗ lực hơn Hàn Quốc, huấn luyện viên Gong Oh nói đồng thời dành nhiều lời khen động viên các học trò lý do giúp U23 Việt Nam có được trận đấu tốt trước U23 Hàn Quốc là nhờ lối chơi kỷ luật và sự quyết tâm của cả tập thể. Trong suốt trận đấu, U23 Việt Nam đã chiến đấu với tinh thần cao nhất. Ông cho rằng U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ chơi tốt, không riêng gì Phan Tuấn Tài. Vũ Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh cũng chơi tốt. Trận đấu đầu tiên, Nhâm Mạnh Dũng chơi tốt và bây giờ là Nguyễn Thanh Bình đều chơi tốt, ông đánh giá ở trận đấu gặp U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc tung ra sân đội hình chưa phải là tốt nhất của mình. Đáng chú ý, ngôi sao số 1 trong đội hình của U23 Hàn Quốc là Lee Kang-in đã không thi đấu phút nào. Việc tiền vệ nhạc trưởng này không ra sân ít nhiều cũng giảm đi sức mạnh của U23 Hàn Quốc nói về sự vắng mặt của Lee Kang In trong trận đấu gặp U23 Việt Nam, huấn luyện viên Gong Oh Kyun cho biết, tôi tôn trọng cậu ấy. Tôi nghĩ Lee sẽ vào sân ở hiệp 2 nhưng không thấy. Nếu cậu ấy vào sân ở hiệp 2 thì U23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn vì Lee là cầu thủ rất đẳng cấp, sau hai trận hòa U23 Việt Nam được 4 điểm xếp thứ 3 trên bảng C. Dù không có quyền tự quyết trong tay nhưng cơ hội đi tiếp vào tứ kết của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 vẫn rất rộng mở, nhất là sự tự tin đang lên cao sau trận hòa quả cảm trước đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Các tiêu chí xếp hạng tại giải U23 châu Á 2022 khi các đội bằng điểm nhau, thành tích đối đầu giữa các đội được xét đến, hiệu số bàn thắng thua trong các trận đối đầu giữa các đội được xét đến. Tổng số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu giữa các đội được xét đến, hiệu số bàn thắng thua trong tất cả các trận đấu, tổng số bàn thắng ghi được trong tất cả các trận đấu. Hai đội sẽ đá luân lưu 11m phân thứ hạng nếu trùng lập tất cả các tiêu chí trên nếu chỉ có hai đội và họ đá trận cuối cùng nhau, điểm kỷ luật thấp hơn, dựa trên số lượng thẻ phạt giật bảng nào cho U23 Việt Nam vào tứ kết. Kết quả xếp hạng tạm thời ở bảng C sau hai lượt: 1. Thái Lan, 4 điểm, thắng 1 và hòa 1, hiệu số 5-2. 2. Hàn Quốc, 4 điểm, cũng thắng 1 và hòa 1, hiệu số 5-2. Xếp sau do thua chỉ số FAIZ Play: 3. Việt Nam, 2 điểm, hiệu số 3-3. 4. Malaysia, 0 điểm, hiệu số 1-7. Như vậy, sau hai lượt trận U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc đang dẫn đầu khi có cùng 4 điểm. U23 Việt Nam tạm xếp sau với 2 điểm. U23 Malaysia là đội đầu tiên của bảng C bị loại khi chưa có điểm nào. Ở lượt đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 8 tháng 6, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Malaysia trong khi U23 Thái Lan sẽ đụng độ U23 Hàn Quốc. Cả ba đội Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam đều có khả năng đi tiếp vào tứ kết nhưng cửa sẽ rất sáng cho thầy trò ông Gong Oh Kiun. Để nuôi cơ hội đi tiếp. U23 Việt Nam phải giành thêm 3 điểm và chờ kết quả có lợi từ trận đấu giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc. Khi đó, sẽ có các trường hợp xảy ra như sau. Trường hợp 1, nếu trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc không có tỷ số hòa U23 Việt Nam được 5 điểm chắc chắn sẽ đi tiếp vào tứ kết do hơn điểm đội thua ở cặp đấu này. Trường hợp 2, khi U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc hòa nhau, hai đội này sẽ có cùng 5 điểm với U23 Việt Nam, điều lệ của giải đấu U23 châu Á. Nếu có 3 đội cùng bảng bằng điểm nhau, kết quả đối đầu nội bộ giữa 3 đội này sẽ được xem xét đến trên các tiêu chí, hiệu số bàn thắng bại. Tổng số bàn thắng ghi được sẽ có các tỷ số khác nhau tạo ra kịch bản như sau, U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc 0, 0 hoặc 1, 1, cả ba đội có hiệu số bằng nhau, khi đó Thái Lan và Việt Nam ghi được sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn và U23 Hàn Quốc sẽ bị loại, U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc và ghi từ 3 bàn trở lên, cả ba đội có hiệu số bằng nhau, U23 Việt Nam là đội ghi ít bàn nhất và sẽ bị loại. U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc với tỷ số 2-2, cả ba đội có hiệu số bằng nhau, U23 Thái Lan ghi được 4 bàn đi tiếp. U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc cùng ghi được 3 bàn, lúc này, điều lệ của giải quy định sẽ xét đến hiệu số bàn thắng bại của cả ba trận đấu mà U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tham dự. Nếu như vậy, U23 Hàn Quốc sẽ có hiệu số 7-4. U23 Việt Nam đang có hiệu số 3-3 trước lượt đấu cuối cùng. Do vậy, thầy trò ông Gong phải ghi ít nhất 4 bàn và đảm bảo một trận thắng với cách biệt 3 bàn trước U23 Malaysia để có thể đi tiếp. Nếu ghi dưới 3 bàn hoặc thắng với cách biệt từ 3 bàn trở xuống, U23 Việt Nam bị loại. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, like, chia sẻ bình luận để nhận được những video mới nhất, hay nhất trên kênh 6879 TV nhé. Xin cảm ơn.